Và để khắc phục được cái tình trạng trầm cảm sau sinh thì ngay sau đây, với những kinh nghiệm của bản thân cộng với những nghiên cứu thêm nhiều phương pháp từ các nhà tâm lý học, thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 phương pháp phòng tránh trầm cảm sau sinh nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Bích Uyên ngày hôm nay. Và trong video này, Uyên sẽ cùng chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề cực kỳ quan trọng mà mình nghĩ rằng là nếu ai chúng ta là phụ nữ thì cũng đều đã và đang trải qua. Đó chính là hội chứng trầm cảm sau sinh. Uyên thì cũng giống như các bạn đã từng mang thai và sinh nở, đó là cả một quá trình rất là mệt mỏi và áp lực. Sinh con đầu thì Uyên đã không chuẩn bị kỹ về mặt tâm lý nên cũng đã không tránh khỏi được những cái chuyện về thay đổi tính nết. Và nghiêm trọng hơn là Uyên đã từng bị trầm cảm sau sinh. Cái cảm giác thì không hề dễ chịu chút nào. Phải nói là chỉ khi chúng ta làm mẹ thì chúng ta mới thấu hiểu hết được sự vất vả về tâm sinh lý và cả sự thay đổi về thể xác nữa. Rất là may mắn cho mình bởi vì là mình luôn có gia đình bên cạnh chăm lo và chăm sóc nên là tình trạng của mình đã cải thiện nhanh chóng và không bị dẫn đến hậu quả đáng tiếc gì. Và mãi sau này mình mới biết là theo nghiên cứu thì có tới 80% những người mới làm mẹ đều trải qua cái sự thay đổi tính nết nghiêm trọng sau sinh. Được biết đến đây chính là hội chứng baby blue. Đây là trạng thái mà chúng ta khóc lóc, ủ rũ do mệt và không thể ngủ khi chăm con. Luôn cảm thấy mình bị vụng về, xấu xí và cảm thấy lo lắng rằng mình là mẹ chưa đủ tốt. Trầm cảm sau sinh là gì? Trầm cảm sau sinh là một dạng trầm cảm ảnh hưởng chủ yếu đến phụ nữ và một số ít nam giới sau khi đứa con sinh ra đời. Một số triệu chứng thường gặp ở những người mẹ trầm cảm sau sinh là dễ bị cáu gắt, dễ lo âu và hoảng sợ, buồn bã, sao nhãng trong những việc chăm con, mất ngủ, ăn uống thất thường và cảm thấy bị trống rỗng, giảm thiểu giao tiếp với người khác nữa. Với tình trạng bị trầm cảm nặng, những ý nghĩ ám ảnh có thể xuất hiện và thường liên quan đến bạo lực với trẻ. Nặng hơn là người mẹ có thể xuất hiện những ý nghĩ và hành động giết con. Những sự vụ đó thì vẫn thường xuyên diễn ra trong xã hội cũng như trên toàn cả thế giới. Và chúng ta vẫn thấy rằng nó diễn ra mỗi ngày. Rất đáng sợ phải không các bạn? Và để khắc phục được cái tình trạng trầm cảm sau sinh thì ngay sau đây, với những kinh nghiệm của bản thân cộng với những nghiên cứu thêm nhiều phương pháp từ các nhà tâm lý học, thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 phương pháp phòng tránh trầm cảm sau sinh nhé. Và nếu như bạn thấy video này hữu ích cho mình thì hãy chia sẻ video này cho người thân và bạn bè xung quanh mình để mọi người cùng nhận được những giá trị tuyệt vời này nhé. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để nhận được những video mới nhất từ Bích Uyên. Đầu tiên đó chính là hãy nói ra nỗi lòng của mình. Hãy trò chuyện với chồng của mình ngay hoặc bác sĩ tâm lý khi bạn thấy lo lắng, buồn bã sau khi sinh. Tất cả những người mới làm mẹ đều phải tự điều chỉnh cho cuộc sống của mình mỗi ngày. Một số sẽ cảm thấy việc điều chỉnh này là quá sức nên dẫn đến lo lắng và buồn bã. Cảm xúc lúc vui lúc buồn là chuyện khó tránh khỏi. Tuy nhiên thì bạn càng chuẩn bị kỹ tâm lý làm mẹ bao nhiêu thì càng giúp bạn điều tiết cảm xúc bấy nhiêu khi đứa trẻ ra đời. Thứ hai, đó chính là hãy học cách thư giãn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đứa trẻ mới sinh sẽ phát triển tốt hơn nếu có một bà mẹ thư thái. Những bà mẹ mới sinh con dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để thư giãn. Dù là hít thở sâu, thiền hay ngâm mình trong bồn tắm có nước ấm và hương hoa sẽ giúp bạn vượt qua các áp lực làm mẹ hơn những người không dành thời gian để thư giãn. Điều thứ ba chính là hãy tranh thủ ngủ khi con ngủ. Ngủ là cách giúp bạn lấy lại sức cũng như giảm căng thẳng nhanh nhất. Mình cũng đã từng ngủ rất nhiều sau khi mới sinh con vì mình biết được rằng là chuyên gia luôn khuyên bạn hãy tranh thủ chợp mắt khi con ngủ nên mình luôn luôn ngủ cùng con khi con ngủ. Tuy nhiên là một số chị em hầu hết đều không chú ý đến hoặc không biết đến lời khuyên này. Họ thường dành thời gian rảnh để dọn dẹp giường ngủ hay là làm việc vặt. Những cái việc này thì bạn nên nhờ ông bà hay chồng làm những việc đó và hãy đảm bảo việc luôn giữ gìn sức khỏe và một tinh thần thoải mái. 4. Là dành thời gian để tập thể dục nhẹ nhàng. Theo một nghiên cứu thì trên hơn 1.000 bà mẹ mới sinh con, những người tập thể dục trước và sau sinh thường có tâm trạng tốt hơn và dễ thích nghi với cuộc sống sau khi làm mẹ hơn. Đi bộ với tốc độ nhanh, tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn cỏ cây hoa lá là điều mà mình đã làm để cải thiện tâm trạng. Mình không cố ép mình theo các bài tập aerobic mất sức bởi vì điều đó sẽ khiến mình cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng hơn. Và một lời khuyên dành cho bạn đó chính là hãy lựa chọn cho mình một cái phương pháp thể dục phù hợp mà bạn cảm thấy thích thú và thoải mái nhé. Điều số 5, đừng bao giờ kỳ vọng mình là một bà mẹ hoàn hảo. Không ai là hoàn hảo cả. Làm mẹ thì ai cũng sẽ có những lúc quên mặc bỉm cho con sau khi tháo bỉm lúc nửa đêm hay là mặc áo ngược cũng không biết. Và cũng theo một nghiên cứu cho biết là chị em trầm cảm luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Luôn cảm thấy tội lỗi khi không thể làm mọi thứ đúng ý và tự nghĩ rằng mọi người mẹ đều làm tốt việc chăm con. Vì thế mà chị em tự đặt mình vào những kỳ vọng quá viển vông. Và thứ 6, đó chính là
tìm cách để nhận được nhiều sự giúp đỡ. Hãy loại bỏ các công việc vặt trong nhà. Bạn có thể nhờ bố mẹ hay chồng mình nấu cho mình một bữa tối, hoặc nhờ chị em gái hoặc mẹ chồng hoặc hay mẹ ruột của chúng ta trông con để có thể đi mua sắm. Nếu bạn cảm thấy quá tải và mệt mỏi, bạn cần phải cho phép bản thân mình chủ động nhờ mọi người giúp đỡ, chứ không phải là ngồi đợi người khác lên tiếng để giúp bạn. Mình có một cái tật, đó chính là hay gửi con cho mẹ rồi trốn đi shopping. Đi mua một đống đồ về, sau đó thì cảm thấy thoải mái hơn và ngập tràn niềm vui luôn. Chị em thì có thể áp dụng cái chiêu này ngay nhé. Và điều thứ 7 bạn cần làm, đó chính là hãy tham gia vào hội nhóm các bà mẹ mới sinh con. Thiếu giao tiếp với xã hội chính là cái thứ để nuôi dưỡng bệnh trầm cảm. Bạn hãy tham gia vào các hội nhóm của các bà mẹ mới sinh con như mình để hiểu được rằng không chỉ có bạn phải đối mặt với áp lực, sự thay đổi từ khi có con, mà rất nhiều chị em ngoài kia cũng giống như mình. Chia sẻ và thấu hiểu sẽ giúp bạn giải tỏa sự căng thẳng. Chị em hãy nhớ nhé. Và điều cuối cùng, đó chính là hãy luôn nhắn nhủ bản thân rằng mọi điều tốt đẹp sẽ tới. Hãy nhớ rằng rồi con bạn sẽ lớn, rồi bạn sẽ trở lại với công việc. Chuyện ở nhà chăm con chỉ là chuyện tạm thời khi con còn nhỏ thôi. Và những năm tháng tươi đẹp sẽ đang chờ bạn ở phía trước. Chỉ khi bạn nghĩ như vậy thì tâm lý và mọi sự căng thẳng sẽ được giải tỏa. Và tất nhiên là ai cũng đều làm mẹ. Ngày xưa thì các mẹ và các bà của chúng ta còn vất vả và khổ cực hơn chị em ta nhiều. Vậy mà họ vẫn luôn lạc quan và nuôi dạy chúng ta tốt đấy thôi. Mình rất mong rằng là chị em hãy luôn giữ sức khỏe, trân trọng mình trong khoảng thời gian mới sinh nở này, để luôn được bên các con và được gia đình và những người xung quanh yêu thương nhé. Và bây giờ bạn hãy chia sẻ ngay cái video này để bạn bè và người thân của mình cùng nhận được những giá trị tuyệt vời này nhé. Và bạn đừng quên hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để nhận được những video mới nhất từ Bích Uyên. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.